Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy cơ lộng ha, sử dụng pin đến từ thương hiệu Makita và máy cơ lộng mini ha, sử dụng pin. Pin thì sử dụng cái pin 18V ha anh chị ha. Với mã sản phẩm là DBB181Z ha. Mã này là chưa bao gồm pin với sạc anh chị ha, chỉ có thân máy thôi. Thì cho những anh chị nào đã có sử dụng pin, đã có pin sẵn và sạc sẵn ha, thì có thể mua thân máy về sử dụng riêng. Và tùy nếu mà sử dụng pin á, thì tùy thuộc vào lượng pin, như là sử dụng được pin 18V, nhưng mà ampe thì nó có thể khác nhau ha, tùy theo cái lượng nhu cầu của các anh chị sử dụng. Thì đi kèm với máy thì hãng cho chúng ta catalog này, phiếu nhận sử dụng này, phiếu bảo hành này của Makita trong vòng 6 tháng trên toàn quốc ha anh chị ha. Và đi kèm với máy thì cũng có một cái bộ lưỡi ha, được nằm trong này ha, lưỡi cơ lộng mini thì được nằm trong này, đi kèm với máy luôn ha. Rồi tiếp theo đó thì như anh chị thấy thì đây là cái máy của chúng ta thì rất là nhỏ gọn. Bên cạnh đó thì với bộ phận tem in thông, phần tem chống hàng giả 7 màu ha, đến từ thương hiệu Makita. Logo thì được in dập nổi rất là đẹp ha anh chị ha. Phần tay cầm thì như anh chị thấy thì nguyên cái bộ phận tay cầm ha, nguyên bộ phận tay cầm từ tay cầm phụ tới cầm chính thì đều được ốp cao su ha, để chúng ta cầm nắm khi bị giò chân trượt tay thì dính dầu nhớt hoặc là mồ hôi tay ra ha. Đấy, máy thì rất là đẹp luôn. Rồi công tắc thì công tắc bóp ha anh chị ha, công tắc bóp đây thôi, công tắc bóp. Đây là bộ phận motor của máy đây ha, động cơ của máy. Phía dưới thì nó sẽ có cái bộ phận gắn lưỡi đây ha. Đây bộ phận gắn lưỡi đây, nó nằm ở phía dưới này. Đây để mình lật cho anh chị xem. Đó, đây là cái bộ phận gắn lưỡi. Rất là đơn giản ha. Máy cưa mini dùng cho gia đình ha. Rồi cưa lộng mini cho những cái chi tiết nhỏ gọn ha. Thì mình dùng pin nữa, nó rất là tiện lợi luôn nha anh chị ha. Rồi thì mình cái bộ phận ốp này thì được làm bằng nhựa hết nha anh chị. Đây, toàn bộ máy thì được làm bằng nhựa hết, chỉ có góc cạnh này thì được làm bằng hợp kim thôi. Đây, góc cạnh đây thì là bằng hộp kim ha. Rồi toàn bộ phần thân máy thì được làm bằng nhựa hết, hàng chính hãng, 100% chính hãng của Makita. Rồi đây là cái bộ phận để chúng ta tháo lắp lưỡi đây. Đây, kéo dây ra để chúng ta tháo lắp vào. Máy thì cũng khá là đơn giản thôi. Thì nếu các anh chị và các bạn muốn biết thêm chi tiết về cái dòng bộ sản phẩm và máy cơ lộng mini dùng pin này thì hãy liên hệ tới số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và những các bạn ở những video lần sau.